Em có biết là bị lợi dụng không? Em cũng nghĩ nó đơn giản là chắc là đang thích em thôi. Ừ. Em nói trời ơi, em nhiệt tình như vậy chẳng lẽ không thích em thì cũng kỳ. Mình phải làm cho họ kiểu như là em đang biết là sống chung. Em mới nói với mấy đứa bạn của em là em không thích cái người đó nhưng mà tao sẽ hành hạ để cho chúng mày được ăn. Sao một con người gì đó mà đáng sợ quá. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Xin chào hai bạn. Em chào anh Quốc Thuận, chị Hồng Vân ạ. Em tên là Đức Thành. Em năm nay 26 tuổi ạ. Hiện tại là nhân viên kinh doanh của công ty thiết bị chiếu sáng. Yeah. Còn em? Dạ, em chào anh chị. Em tên là Nguyễn Thị Đình Trang. Năm nay em 26 tuổi và là nhân viên kế toán ạ. Ủa, hai bạn là quê chắc là ở ngoài Bắc phải không? Dạ, em thì ở Lâm Đồng ạ. Vợ em thì ở Kon Tum ạ. À, Lâm Đồng với Kon Tum. Dạ. Ba mẹ em thì là người Hà Nội nhưng mà vô Kon Tum lâu rồi nên là em sinh ra ở trong Kon Tum. À. Một người ở Đồng, một người ở Tum. Bởi vì Đồng Tum nhập nhau như thế nào? À, hai vợ chồng em quen nhau từ năm 2009 á. À, hồi đấy hai vợ chồng cùng xuống học cao đẳng ở dưới Sài Gòn này. Thì bên em có học với bạn này. Sau quen được 2-3 ngày ấy, thì cũng vừa biết được là cái tới sinh nhật luôn á. Thì em cũng tặng một món quà cho bạn. À. Thì lúc mà em gặp bạn này để em lấy quà thì có con bạn thân của em đi cùng. Nó về nó trêu em, nó nói là chứ sao mà mày quen thằng nhìn xấu chứ mà lúa ấy. Rồi đến lúc hai đứa hồi hộp mở quà ra thì thấy con thuyền á, nó lại nói thêm câu là xến sẵn tặng cái gì ăn được hoặc là gấu hoặc là hoa gì đi tặng cái này cũng tặng. Thế là em quê quá, em nói thôi tránh xa người này ra. Rồi bao lâu thì hai em mới bắt đầu yêu nhau? Từ cái lúc mà em nhận được món quà đó là em cắt liên lạc với tên này luôn. Em chuyển nhà trọ luôn nên anh không có tìm được em. Đến một năm sau thì bọn em học quốc phòng á, cái em mới liên lạc lại. Ủa, lý do gì? Để có người chở em đi học quốc phòng. Mặt nhất rất là gian, có người chở em. Chắc có lẽ là sau cái đợt cái học thời gian quốc mà học quốc phòng đó là bắt đầu em chưa luôn đó hả? Chưa, thấy giống như là lợi dụng thôi. Em có biết là bị lợi dụng không? Em cũng nghĩ nó đơn giản là chắc là đang thích em thôi. Ừ. Em đi chở em nhiệt tình như vậy chẳng lẽ không thích em thì cũng kỳ. Mình phải làm cho họ kiểu như là em đâu biết là sống chung sướng. Sống chung sướng. Rồi sao? Xong cái đợt đó là có cắt đứt liên lạc nữa không? Không, lợi dụng chở đi rồi thì bây giờ lợi dụng ăn. Tại vì cái lúc mà tặng quà, nếu như mà tặng quà em đồ ăn là chắc em đổ từ lúc đấy rồi. Em mới nói với mấy đứa bạn của em là em không thích cái người đó nhưng mà tao sẽ hành hạ để cho chúng mày được ăn. Trời ơi. Chúng mày được ăn cùng tao. Sao một con người gì đó mà đáng sợ quá. Ví dụ như là em thèm ăn chè đúng không? Thì em nhắn tin Thành ơi, tối nay đi ăn chè nhé. Em không hề nói là số lượng người là bao nhiêu. Thì tên này tưởng là đi một mình. Em kéo luôn 6 đứa trong phòng em. Trời má ơi. Ủa Thành ơi, lúc đó Thành có nhiều tiền không Thành? Dạ em tháng được có 1,5 triệu thôi nhỉ. Chia ra cả tiền phòng nữa em ngày có 30,000 nè. À. Mà 6 đứa. Anh sao đứa? Hỏi cái cảm giác em cái lúc mà em nhìn thấy một phái đoàn 6 người đi tới. Một đội quân tóc dài chứ. Chắc mạc liệp luôn á. Lúc đầu đi ra cũng một bạn thôi. Nhưng mà lúc sau mình ngồi định vị xong rồi. Xong bắt đầu mới giờ kéo tới là ngồi nguyên bàn. Bữa đó có sao? Đủ không? Dạ hôm đấy thì em đủ. Mãi đến hôm sau thì đi uống cà phê thì em mới thiếu. Rồi cái chuyện nó cứ lặp đi lặp lại hoài hay sao? Thì em cũng nói trước với bạn em là không ưng thằng này đâu. Nên chúng mày cứ muốn ăn gì hay muốn làm gì thì cứ hành hạ đi. Chúng nó được nước lấn tới anh. Đúng nghĩa là hành hạ luôn. Cái 2 tháng sau em thấy tội quá. Em cũng nghĩ là thôi cũng đi học xa như mình. Mà hành hạ như thế này chắc là viêm màng túi hoài thôi. Bởi bạn nghĩ tới lúc đó là con ta mạc rồi. Có nghĩa là sau khi em cảm thấy là hối hận cái điều đó rồi. Yeah. Thì là chắc có lẽ em không hành hạ bằng cách là đi một lần 6 người nữa đúng không? Mà em chỉ đi một mình em thôi thì chuyện gì xảy ra với 5 người kia? Chúng nó không cho em đi. Đóng cửa lại rồi nhốt em ở nhà. Trời, xong không cho cô đi. Trời, bạn em tốt đến hết. Rồi sao nữa? Bạn này có đến cứu nguy gia cho bạn này không? Tới thì bị vác cuốc, vác chổi đuổi. Nên là hắn cũng không có tới được. Xong cuối cùng em mới nói là thôi. Mãi sau mới lên tiếng bạn trai là người yêu đấy, đừng có đụng vào nữa. Ừ. Rồi bao lâu tụi em cưới nhau? 5 năm sau thì bọn em mới cưới nhau. Trời ơi, trong thời gian 5 năm mà em có bị vật cản, gọi là 5 cái người kia mà vẫn chịu đựng được trong 5 năm á? Này, hay là chuyển luôn nhà trọ? Cái chỗ bạn bè đấy thì chuyện nhỏ thôi chị ạ. Ừ. Mình đã có được trái tim bên này rồi thì mình muốn xúi thế nào cũng được à? Sao em không cưới liền đi để chi tới 5 năm lâu vậy? Dạ hồi đấy bọn em đang học chị ạ.
À, dạ. Vậy là yêu nhau thấm thiết rồi mới lấy nhau đúng không? Dạ. Vậy là chắc qua là... nhiều giông bão rồi. Qua nhiều giông bão thôi, bây giờ mình đến cái chắc phần về ở với nhau. Nhau đi. Chị nghĩ là hoàn thiện. Đã hiểu nhau hết rồi, đâu có lòi những cái tật xấu ra đúng không? Có chứ ạ, à. Quen á thì cũng ga lăng lắm, cũng lãng mạn lắm. Đến lúc cưới nhau về á, khi nào có lỗi với em thì mới có hoa, có quà tặng em thôi à. Còn á, những ngày lễ, những ngày gì á, không có cái gì hết á. Chỉ có nấu đồ ăn cho em ăn thôi. Rất là thực tế. Cái đó là không có xấu. Thật ra nấu ăn cho em ăn không phải là tốt với em đâu, mà là chê khéo em đó. Tại vì em nấu ăn dở quá nên em muốn nấu ăn để dằn mặt em chứ không có phải. Như vậy là em phải để cái chữ là hay có cái bệnh dằn mặt à. Cái tính dằn mặt dằn mặt vợ. Ngày lúc yêu hả, em nói trời nói đất gì cũng ngồi nghe hết. Đến lúc mà lấy về hả, em cáu em nói xách xe bỏ đi mất. Rồi sao nữa, tính xấu gì nữa? Anh mê câu cá lắm chị. Mê câu cá mà câu đến đêm đến hôm không chịu về. Vậy là đi cá gì? Cả ngày cá đó. Người cá. Người cá luôn. Có khi nào rủ vợ đi câu cùng không? Dạ có, nhưng mà em không đi cùng. Em không thích câu cá. Thì cơ bản là em biết là không thích đi câu cá nên mới rủ. Để đừng đi đó. Có khi nào mà giận nhau rồi anh này anh bỏ đi muốn về quê luôn không? Về quê cắm câu. Có không? Dạ có. Cái tư tưởng khác nhau. Em thì em muốn lập nghiệp ở Sài Gòn, còn anh thì giống như muốn sống yên bình á. Anh muốn về quê trồng rau nuôi gà vậy thôi. Nó chứ là làm nông nghiệp. Em thích là chồng em là có cái lý tưởng cao vời vợi. Nhưng mà anh lại như cầu vậy tiến. Rồi vậy có hai cái lỗi nè. Không cầu tiến nè. Và hay dằn mặt vợ. Rồi rồi tới Thành. Vợ em thì quá hung dữ. Những cái lúc mà quát mắng xong rồi là còn càm ràm lại nhã. Nói cái... hoài. Dạ, cứ vấn đề nói hoài. Khi là nó yên ắng rồi lại đào lên nói tiếp. Có khi nào mỗi lần như vậy em quát lên một tiếng cho vợ sợ không? Dạ không ạ. Em thì thường thường em im em nghe. Lúc mà em cảm giác em không nghe được nữa thì em sẽ đi ra ngoài. Rồi rồi còn tính xấu gì nữa không? Nấu ăn dở chứ. Đó nãy tự khai rồi. Dạ, nấu từ sáng đến trưa cái cháy cái nồi, vứt cái nồi luôn. Phải kiếm thêm tiền. Đâu mà cháy cái nồi luôn. Anh không có hiền đâu chị. Em mà làm lỗi gì, ví dụ cháy cái nồi hay hư cái đồ gì là anh cũng đăng lên Facebook hết hả? À. Ai cũng biết hết đó. Chẳng có biết giữ sĩ diện cho vợ gì đâu. Quê lắm đúng không? Đúng rồi. Mà có chụp hình em với cái nồi không? Không, chụp cái nồi không à. Mà tát tên em vô. Đâu rồi? À, đó, thủ phạm đó đó. Tát tên em vô, thế là đồng nghiệp em biết hết. Thế là chọc em, nói là trời ơi sao mà phá da thế. Công nhận em đảm đang hết sức luôn nha. Rồi bây giờ Thành, em muốn cô vợ này thay đổi điều gì? Em muốn vợ em thì sống chậm lại, suy nghĩ một cái vấn đề gì đấy thật là chín chắn vào rồi mới phát biểu. Nâng cao tay nghề lên, sau này nấu ăn thì còn nấu cho nhiều người nữa chứ không phải riêng chồng em. Anh muốn mở cái dịch vụ nấu ăn đó. Còn vợ? Em chỉ muốn anh lắng nghe em nói nhiều hơn. Bây giờ nói nhiều quá bắt ta lắng nghe sao ta ý là nổi. Lắng nghe để hiểu em. Khi mà em muốn nói á thì hãy lắng nghe, còn khi mà em chán quá em không muốn nói nữa là đến lúc đấy hả, mong em nói cũng không được đâu. Rồi á, ít đi câu cá lại, rồi ít đá banh lại để có thời gian cho em nữa. Ủa em đi có rồi. Em bé chưa? Do em chưa có con nên em mới mong ảnh ở bên cạnh em, còn em có con rồi thì ảnh đi đâu thì đi. Nghe chưa Thành? Thành ghi là sợ đó, nhiều khi Thành nó sợ đó. Sợ có con rồi, em muốn đi đâu đi đó, bởi vì nó chưa muốn có. Không, tại vợ em không nói vấn đề đấy, nếu có thì em làm sớm hơn để mà em đi đâu, em đi thích đi đâu thì em đi. Làm sớm hơn. Bên này chặt, bên này chém qua đấy chưa, không có vừa đâu. Chị thấy thôi tối nay về làm luôn đi. Rồi. Làm luôn đi đúng không? Ừ. Đó. Em muốn có trong năm nay luôn không? Dạ, bọn em cũng muốn có sớm. Thôi vậy có sớm thì cố gắng dung hòa đi. Chồng em mà mê câu cá với lại là có cái đầu mà muốn ăn Phật thì thực ra sống với người chồng vậy cũng an toàn đó, chị nói thiệt. Còn em cầu tiến là được rồi. Tức là trong gia đình có người làm hậu phương, có người làm tiền tuyến. Ông câu cá nó không có gì xấu cả. Chuyện nào mà câu người cá như chị dân nói mới là sợ. Rồi, thôi chúc hai em mau chóng có tin vui. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, xin chào em. Bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Đó. Em tên Tài, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang làm lễ tân ở khách sạn đi quay ở Vũng Tàu. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Nhật Anh, đến từ Quy Nhơn, Bình Định. Em 24 tuổi và em đang làm trang trí sự kiện ở Vũng Tàu.
Là hai vợ chồng là đang ở Vũng Tàu hết? Dạ đúng rồi. Chắc có lẽ là hai bạn trong một dịp đi tắm biển và gặp nhau và hai bạn quen nhau đúng không? Dạ không phải. Ờ đúng rồi. Lắm. Cơ duyên là các bạn gặp nhau. Dạ anh là bạn của chị trong phòng, em còn sinh viên. Rồi hôm đó thì chị đang giặt đồ mà em với lại chị thì hai cái máy vi tính ở bên cạnh nhau. Thì anh này anh mới vô nói chuyện với chị này. Chị nói gì thì em chỉ trách hộ thôi, vì chị này đang bận giặt đồ. Thì ở trong cái dòng chat đó thì anh này mới bảo là Hằng ơi, Hằng có ai làm mai cho Tài với. Thì chị này mới bảo là cưng nói cưng đi. Cái xong rồi bắt đầu em mới vô em tự giới thiệu, tự PR cho em luôn. Bé này dễ thương nè, đảm đang nè, hiền lành nè, gì giỏi giang nữa, nấu ăn nữa. Em tự PR em lên nè. Cái xong rồi em tự tag Facebook em vô cho ảnh, ảnh admin. Rồi đến bao lâu thì em mới nói chuyện? Cỡ độ cả nửa năm sau á. Trời ơi. Tới khoảng cái đó là kêu cái dịp gọi là đêm giao thừa luôn. Thì em chưa có bạn gái thì em ở nhà ngồi không chứ. Thì lướt Facebook chị rồi xong rồi cũng có viết status. Xong rồi bà xã em thì mới nhảy vô mới comment. Comment nói là gì, kêu là anh cứ bay nhảy đi rồi sau này về với đội của em. Cuối cùng thì là đến bao lâu thì hai bạn mới gặp nhau ở ngoài đời? Dạ cũng phải cả năm sau. Cái ấn tượng đầu tiên gặp nhau đó là như thế nào? Dạ lúc đó là em nhìn hình anh này dễ thương lắm, có đang khởi. Lúc mà ra gặp ảnh á, nhìn anh ghê lắm, mà gọi là sai từ gì ta, nhìn nhễ nhại mà dơ dơ sâu lắm. Mà anh không tưởng tượng cái dơ dơ nó như thế nào. Thôi đây, đi từ Vũng Tàu lên phố đi trăm mấy cây mà mang dép lào, quần rách, không có áo khoác, mồ hôi nhễ nhại đã vậy còn cái khuôn mặt thì nửa đỏ nửa đen. Nó hỏi chủ anh sao vậy anh? Anh đi giữa đường anh bị rớt khẩu trang em, gọi là mặt phải màu. Làm chạy xe từ dưới lên. Dạ vâng, thì bà xã em bị say xe bẩm sinh thì đi xe đò đồ không có được. Nên em hồi đó lúc mới quen nhau thì cứ đi xe máy lên đây rước về đó chơi, chơi xong chở về lại xong rồi chạy về. Nhưng mà chị muốn hỏi cái cảm giác của em lúc mà em gặp vợ em có giống như vậy không? Có khác một xíu là thấy không mập gì trong hình thôi. Không, nhưng mà em thích. Thích thì cũng đã thích từ ở trên mạng rồi. Tức là thích rồi. Hỏi đến bao lâu thì em mới chính thức là nói cái lời yêu cô gái này? 3 tháng sau rồi. Ở vào sinh nhật em thì em cũng lên đây đón xuống, thì nhân dịp sinh nhật thì em làm luôn. Mà đồng ý không? Trời ơi, gài hàng. Lúc đó là sinh nhật của ảnh thì ảnh đãi ở nhà ảnh, mẹ nấu rồi mời mấy bạn tới chơi. Xong rồi em đang ngồi ăn bình thường nghe thì ảnh một phát ảnh giới thiệu em là gấu, là gấu của ảnh. Xong rồi em mới bất ngờ, trời ơi gì vậy trời, chưa có nói hỏi mình gì hết, mắt tự nhiên giống như là vô cái thế mà cái thế rồi, qua mặt cái luôn thế rồi, qua mặt luôn. Em nhớ em đang ăn con tôm với không rớt con tôm này. Rồi tụi em yêu nhau bao lâu thì tụi em mới cưới? Dạ khoảng 3 năm hơn. Dù yêu nhau có trơn tru? Dạ nói thật chắc là tụi em chính xác là phân nửa đó là gọi là yêu xa. Lần mới quen là em còn học trên phố thì cũng 2 tháng rồi gặp nhau một lần. Cái đến khi em ra trường rồi á thì em phải bay ra Hà Nội làm việc. Do nhà em ở ngoài đó cũng có làm nhà hàng hải sản ngoài đó. Nên thành ra là ra làm việc đến nửa năm. Rồi cái mẹ em mới vì em nên là sang quán ngoài đó luôn rồi để cho em vào trong này, chứ mẹ em biết là em nhớ anh này lắm, cứ làm ở ngoài nhưng mà cái tâm hồn thì cứ ở trong này, nên thành ra em quyết định về Vũng Tàu làm với anh luôn. Rồi 3 năm là cưới. Dạ. Vậy thì 3 năm là đã tìm hiểu quá kỹ và quá hiểu về người bạn đời của nhau rồi đúng không? Dạ. Vậy thì cưới nhau về có cái gì dở mộng nhau thêm không? Chồng em dễ thương chắc không có tính xấu đâu đúng không? Mấy rồi, mấy năm rồi hai đứa có em tốt. Dạ anh được được nửa năm. À mới có nửa năm thôi. Dạ dạ mới cưới được yêu nửa 3 năm. Yêu 3 năm cưới được nửa năm. Dạ. Ồ vậy là trong 6 tháng đó là lòi ra những tật xấu gì? Dạ tật xấu thì ảnh thì mê game. Cứ nấu cơm xong rồi anh ơi, anh sắp xong rồi, từ từ đã, cứ sắp xong rồi thiếu điều xúc cơm lên đem đút cho ảnh đi. Ảnh cứ sắp xong. Nói chung là bực bội. Nói chung là bận chinh chiến đúng không? Dạ bực bội lắm. Rồi ngoài cái tật mê game ra còn tật gì nữa? À còn có cái tật mà không đúng giờ, cứ gọi hỏi là anh sắp về chưa, chờ chút. Sai giờ vậy không? Là chờ chút của anh là chắc còn phải cả nửa tiếng hẳn là một tiếng. Nói chung là không có chính xác giờ giấc. Dạ đúng rồi. Rồi còn tật gì nữa không? Kỳ kỳ gì bố rối quá vậy không nhớ. Nhiều lúc dị quá đâu dám nói nữa. Kệ nó, mà ở đây tao thích nghe dị. Ảnh có cái tật là xả bom. Mà ảnh thật sự mỗi lần ảnh xả bom một cái là ảnh xin phép.
Anh xin phép người này người nọ. Ta quá lịch sự đúng không? Ủa nhưng mà cái lúc mà yêu nhau anh có thả không? Cũng có, thì lúc nào em làm chung với ảnh nó toàn là bị mắng dốt không à. Vậy hả? Thì em làm bên ngoài hồ bơi, còn anh thì làm trong lễ tân vậy á. Cái xong rồi bắt đầu mấy chị Trúc, chị Tư rồi chị Thơm kêu chứ. Thằng Tài nó như vậy, thằng Tài nhìn nọ. Ủa thả mà đến nỗi mà nhân viên biết luôn hả? Dạ trong bộ phận của ảnh á. Nói chung là ảnh thả từ nhà cho đến chỗ làm luôn. Rồi tụi em mới cưới nhau về, với lại tụi em cũng là trẻ, hai mấy tuổi thôi. Vậy thì có giận nhau nhiều không? Tài, bây giờ hỏi em nè, vợ em có hay giận em không? Dạ, có giận hoài á, không có cái giận giận mà dai nhất là hai ngày luôn á. Rồi đó giận ghê lắm, giận mà hả, đâu có cho nằm kế đâu, giống như là nằm đi nằm riêng, ở riêng luôn. Ly thân luôn đó. Dạ đúng rồi, giận ly thân luôn á. Năn nỉ hoài, năn nỉ mãi mà không chịu hết giận, ghét qua em giận lại cái tự nhiên lạnh. Mà lý do gì vậy? Kỳ đó thì em đi ăn uống với bạn bè thôi. Xong rồi tao ăn uống về thì say say, mấy bạn có rủ đi massage chân. Massage xong rồi thì vợ nghe massage cứ tưởng đi massage bậy bạ. Giận về giận quá hay giận luôn. Ủa nhưng mà tại sao em giận? Nghe cái chữ massage là bắt đầu người em máu nóng nó dồn lên não vậy á, bực lắm, tức lắm kìa. Cái xong rồi kêu anh massage chân chính mà, chừng nào anh dẫn em đi để em biết, cái em mới lườm, còn dẫn đi nữa hả? Rồi bây giờ sẵn tiện đây nè, rồi kể luôn đi, cô này còn có tật xấu gì nữa? Trong nhà em có hai thứ không thể thiếu. Thứ nhất là tâm, thứ hai là bông quấy tai. Sao vậy? Vợ em có cái tật là ngủ cũng quấy, vệ sinh cũng quấy, ăn cũng quấy, mà nhiều lúc nằm mơ cũng quấy luôn. Quấy tai á? Dạ đúng rồi. Lấy cái gì quấy? Lấy dạ, tay lấy bông, à, bông quấy tai. Mà sao tâm suy răng? Vậy nè, không, tâm suy răng là em hay xỉ răng thôi. Có nhiều người ghiền cái tiếng vậy nè. Dạ đúng rồi. Thì đi đâu cũng thủ bịch bông lấy tay luôn rồi. Nhiều lúc em móc bông lấy tay giờ ra cũng còn. Đâu, là ở đây là gì có túi. Em có thích máy tay để cho anh thoải mái không? Đâu. Để em kêu tăng cường em nguyên bịch. Ba lô em nào có sẵn. Ủa? Ngủ bằng máy tay có ảnh cầm đi. Ảnh cường điệu hóa lên. Không, tại vì em thấy máy ngoài à. Ngủ mà máy tay là lăn qua cái là chắc lấy được cái bằng nhỉ ra luôn á. Không có đâu, anh cường điệu hóa lên. Ủa nhưng mà em máy tay nhiều em biết nguy hiểm không? Dạ có. Có khi nào mà bị sự cố mà phải đi sự cố mà phải đi bệnh viện không? Có một lần bị quấy quá xong rồi đau tay, bị sưng hay sao á, xong phải đi bác sĩ. Xong rồi ra bác sĩ lại lấy cái bông máy tay quấy vô tiếp, quấy để chét thuốc vô. Dạ xong. Hết chưa? Trường. Dạ hết rồi, lúc đó thì đau quá. Cái xong rồi thề không bao giờ quấy tay nữa. Anh ơi, ở trong nhà mình á, ngõ ngách nào, hẻm hốc nào, trong túi em, quần áo em, coi anh có là anh vứt hết cho em, cho em ngứa tay lắm. Cái lúc đó đau quá rồi chịu không nổi nữa. Tới lúc đó thù của quấy tay. Cái lúc khi mà lành lại rồi mua tiếp, quấy tiếp. Quấy nữa hả? Dạ. Bị ghiền á. Bị ghiền á. Có những người bị ghiền nhổ tóc nữa đó. Trời ơi. Nhổ dạ, một dạ, chỗ dạ. Phải không? Nhổ tóc xong rồi lấy tóc quấy tay, xong rồi lấy kia quấy để đỡ ghiền. Bây giờ anh hỏi em nè, em mong muốn xã thay đổi điều gì? Ít chơi game lại thôi, lại là giờ giấc đồ sắp xếp sao cho nó ổn định. Là không xài giờ dây thun nữa đúng không? À dạ, không xài xài giờ dây thun. Dạ đừng làm con ma nhà họ Hứa nữa. Rồi chú rể có chiếc răng khểnh. Nó muốn vợ mình thay đổi điều gì? Bớt mấy tay lại, không sợ điếc không? Nói gì chứ nhiều lúc nói anh yêu em cũng nghe cũng mệt. Nghĩ không được. Thì với lại bớt vợ thấy gì chứ, vợ chương trình vợ giả bộ vậy thôi chứ giờ về nhà vợ hay la em lắm. La mà có đánh đòn không? Vợ em mà đánh chắc cũng chết. Vợ em có muốn có em bé liền đúng không? Hay là đang kế hoạch? Dạ tính là 2 năm nữa mới tính, do cũng còn chắc trẻ chắn đúng không? Dạ. Mà hai đứa mới lấy nhau có nửa năm thôi, bây giờ tận hưởng đi, ngưỡng một thời gian nữa cho nó sung sướng cuộc đời đi. Rồi đủ chín chắn đi, rồi đủ hiểu nhau từng chân tơ kẻ tóc đi, lúc đó có con. Đúng không? Vấn đề gì đâu. Chúc hai đứa hạnh phúc. Được không? Nha. Dạ. Được. Rồi, nghe. Bớt ngoái tay nghe chưa? Rồi, cảm ơn hai em. Dạ. Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc. Dạ. Rồi, nắm tay. Mời quý vị dành một tràng pháo tay để chúng ta tiếp tục nghe những câu chuyện về cặp vợ chồng thứ hai. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Chào hai em. Dạ. Em có bị căng thẳng không? Không. Có cảm thấy run không? Không. Đẹp trai quá thiệt luôn. Thôi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên Đào Tuấn Hoàng, năm nay em 22 tuổi. Em đang làm gì? Dạ, em đang làm phụ bếp. Rồi, mời em. Dạ em tên là Lâm Đức Vinh, em 22 tuổi, em đang làm nhân viên bán hàng. Ủa rồi sao mà một người ở trong bếp, một người đi ngoài đường sao gặp được ta? Hay vậy? Kỳ quá à. Thiệt chứ đúng không? Hai cái công việc không có liên quan á. Cơ duyên nào các bạn lại gặp nhau?
Dạ thì cách đây 5 năm á, thì tụi em có chơi Ola. Rồi cái thấy nick thì thấy hai đứa giống nhau. Ảnh thì nhóc gà, em thì bé gà. Gà, bé gà. Lấy hai tên gà luôn. Trời ơi, cái mặt lại giống rồi mà lại cái nick nó cảnh giống. Rồi tiếp theo là sao? Dạ thì ảnh nhắn tin nói chuyện, xong rồi khoảng một tuần sau á, thì ảnh hẹn đi chơi. Lúc mà em gặp bạn này á, là em thấy bạn này đẹp gái không? Lúc mà em gặp á thì em thấy dễ thương thôi, nhưng mà lùn mà được cái ít nói. Em thấy vậy em chịu rồi. Chịu. Mà hai đứa này nó giống nhau, nó đổi mà. Ừ đó, cái nó cũng giống. Em sao? Em thấy chồng đẹp trai không? Lúc mà nói chuyện ở trên Ola á, thì thấy ảnh gửi hình á thì trắng, mà tóc á thì gọn gàng, nhưng mà lúc mà gặp ở ngoài á thì đi xe độ. Rồi tóc thì cắt bên đây một bên, rồi để mái dài xuống, rồi vừa đen vừa ốm, vừa xấu nữa. Vậy thì cái ngày mà đầu tiên đi chơi đó là em leo lên chiếc xe độ của anh đi luôn đúng không? Dạ, em vừa sợ vừa run, em cũng không muốn leo, em muốn đi vô nhà lại. Ảnh thì anh nói thôi giờ đi đại, cái leo lên thì đại luôn. Mà sợ, trong lòng thì sợ. Sợ mà vẫn leo lên đi. Rồi có lũi ổ gà không? Chơi chiêu á. Không. Không có lũi ổ gà. Lạnh kêu ôm. Anh không có kêu ôm. Trời ơi, lần đầu tiên gặp nhau kêu ôm luôn rồi. Em có ôm không? Nó không ôm, bỏ giữa đường, giờ sợ quá ôm luôn. Trời ơi. Con nít quỷ. Rồi bữa sau vụ tới cái gì? Cũng nhẹ dạ thiệt luôn. Mà lần sau là có vụ ôm không? Hay là tự động ôm? Dạ tự ôm. Rồi sau khi ôm rồi đó, không có vụ gì tiếp nữa không? Dạ không. Thiệt không? Dạ thiệt. Có vụ gì không? Chỉ mình nắm tay thôi. Lôi ra cái vụ nắm tay kìa. Tự động nắm hay là? Nắm tay thì em gạt thế hết rồi. Ví dụ trên cái đường đó thì xe để nhiều quá rồi mới đi xuống dưới đường. Đó, đi dưới đường thì em đưa tay thôi, giả bộ nói xe kìa, thì em nắm tay rồi nắm luôn, đi đi. Trời ơi. Mà đã dính vô tay Quang rồi, nghĩ sao Quang buông ra, đúng không? Rồi để hỏi tiếp nè. Rồi lúc mà vụ hung sao? Đó giờ em chưa hung ai hết. Bà xã là lần đầu tiên luôn. Nên thôi, nó thôi giờ nhắm mắt hung đại. Mà hôn đâu vậy? Hôn ngày má thôi. Thì đúng rồi, hôn ngày má là quá lắm rồi. Đó em cảm thấy sao? Vinh. Thì em cũng vừa run vừa sợ. Em sợ làm gì vậy. Rồi sợ quá bỏ về hay là như thế nào? Lúc đó là cái cảm giác của em là nó làm sao? Hung nó cứ giống như trên phim không? Có ngon miệng không? Hay là... Trời ơi, ngon miệng nữa. Chứ hồi nhỏ tôi coi phim thấy mấy người mà trở nên hung nhau, trời nó đẹp mà nó lãng mạn mà nó tuyệt vời. Dễ sợ. Ngon miệng nữa là hung làm gian cũng tiếu. Trời ơi, dễ thương á. Không sao mà đi đâu. Dạ thì hôm đó là đồng ý quen, thì quen khoảng 5 năm. Nhưng mà tụi em mới có 21 tuổi mà tụi em cưới như vậy là có thấy là cái tuổi của em là còn quá trẻ và cưới như vậy là quá sớm không? Thì em nghĩ giờ em cũng còn có mình à, gia đình em còn có mình em à. Nên em nghĩ chắc cưới sớm đi cho mẹ em vui. Với lại quen lâu quá rồi, em sợ vui. Nhưng mà sợ vui hay em sợ vui? Thế là mấy anh mấy chị là lấy chồng lấy vợ hết rồi, là còn mình anh em thôi, cho nên cho mẹ yên tâm luôn đó, con lê cho rồi đi ha. Em có nói cái điều này với vợ em biết để vợ em đồng ý lấy em không? Có chứ, em nói hoài. Có nghĩa là em cưới là em phải dụ vợ em đúng không? Anh cứ nói thôi giờ cưới đi, giờ quen lâu quá rồi không cưới, mốt quen người khác được đâu. Nhưng mà bên gia đình bên em cũng đồng ý liền hả? Dạ, dạ đồng ý. Vậy cũng tại tốt vì cũng rồi. Biết 5 năm rồi mà. Dạ. Đúng không? Ủa giờ là hai tụi em là ở riêng hay là ở chung với bên ba mẹ bên nào? Dạ ở bên với ba mẹ em. À ở rể đúng không? Vui không? Vui. Nếu mà em biết trước thời gian trước nữa. Cưới sớm. Cưới sớm hả? Tôi đi quốc trong bụng. Ở nhà là ba mẹ vợ em thương em không? Dạ có. Ủa rồi mình đi về rồi ba mẹ có đi theo mình không? Dạ có, hai bên gia đình mẹ đi theo. Hai bên gia đình đều có mặt ở đây dạ. Luôn. Không biết bà ngoại với bà nội là ngồi chỗ nào? Trời ơi. Để tôi đoán nghe. Cô áo tím thẩm nè là mẹ chồng. Anh đi nay quá. Hay lắm. Ôi. Hay lắm luôn á. Rồi, thôi bây giờ trước khi mà chúng ta bắt đầu kể thật xấu với nhau, anh muốn hỏi hai em, nhân cơ hội này và có sự xuất hiện của hai vị phụ huynh ở đây là hai người mẹ của mình. Vậy thì hai em có muốn nói điều gì cho hai người hai, mẹ với hai không? Người mẹ của mình á. Dạ, con cảm ơn ba mẹ đã coi con như con ruột.
con lần đầu về làm rể, đó giờ con có làm sai gì mong ba mẹ tha lỗi cho con. À, hay quá. Trời ơi, cô dâu tiếp lời luôn nè. Dạ, qua cái chương trình này thì con mong là hả ba mẹ thông cảm, rồi con có làm sai cái gì thì bỏ qua cho con. Thì sau này á, nếu mà con có cơ hội về làm dâu thì con sẽ làm được một người dâu hiếu thảo. Nói luôn là nếu như sau này con đẻ một chục đứa thì bà ngoại bà nội chăm giùm con. Thôi, thôi giờ chúng ta sang cái phần vạch mặt nhau đi ha. Bây giờ cho phép em trước đó. Bây giờ Vinh, từ ngày cưới nhau về thì cô ấy có tật xấu gì không với một cô gái xinh đẹp như thế này? Dạ có, lúc mà chưa cưới á, em vừa nói một cái là giả liền. Còn như giờ mà vừa nói cái gì đúng không? Lúc đó là chưa cưới á, là em quyết định không à. Giờ cưới xong em thấy khổ lắm, mỗi lần em có ý kiến gì ra suy nghĩ xong bắt đầu rồi bàn ra luôn. Xong rồi cãi ngang lắm, giờ nhõng nhẽo giận. Tức là cuộc đời nó cũng có công bằng đó em. Đó. Lúc trước thì mình kèo trên, bây giờ mình tới phần sau ơi, mình phải kèo dưới mà, thôi. Cái chuyện mà lật ngược thế cờ là chuyện bình thường. Bình thường. Bây giờ hỏi nè. Đó. Bây giờ mình ở nhà vợ đúng không? Chắc chắn vợ chồng phải có gây lộn. Em có dám nói lớn không? Chứ còn giờ nó ở nhà nó nói lớn được, chứ giờ mình nói lớn á, mình sợ. Đó. Có khi nào có cái tâm lý đó không? Toàn là em thua không à. Thua chắc rồi. Thua là chắc rồi. Tại vì vợ em vừa cãi vừa mít ướt thì em sợ gia đình phát hiện. Em đi ra ngoài thì ngõ trong thì khóc. Nhưng mà em thấy em vừa vô tới là la lên, nhõng nhẽo la lên. Rồi tay thì bấm điện thoại nhắn tin mát mẹ em nữa. Trời ơi, Dương Đông là mát mẹ chồng hả? Dương Đông kích tay. Trời ơi, quánh mà quánh coi như là quánh là trước sau luôn ha. Ủa nhưng mà ở đây đàn ông với nhau, em có thể chia sẻ nỗi khổ với em không? Mà mỗi lần giống vậy thì em ngủ trước, im, không nói gì hết. Và mấy ngày sau rồi nói tiếp. Vậy thôi. Ủa nhưng mà có khi nào anh ấy phản ứng không? Có lần em hù á, đi ra ngoài luôn, không về luôn. Đó, chờ em đi luôn. Nó chỉ nói một câu là đi đi. Vậy thôi. Chỉ nói một câu mộng thôi. Đi đi. Trời ơi. Trời, câu đó nó còn nặng nề hơn là chửi nữa. Trời ơi, khổ tâm hết sức nè. Bây giờ còn tật đó không? Dạ không. Phải có một cái gì trị cái tật này chứ. Thì mỗi lần mà nhà không có ai đi, vợ chồng nói chuyện á, mà em thấy cái kèo mà mình sắp sửa muốn gây rồi đó. Rồi em cho trong phòng luôn, kéo cửa lại. Em đứng ngoài, đợi nào thấy em thấy giãn rồi đó, em mở cửa ra nói chuyện tiếp, còn không được em nhốt tiếp. Trời ơi. Chị không có kèo dưới đâu nha. Kèo này cũng dữ à. Rồi bây giờ tới em đó Vinh. Anh này có tật xấu gì không? Dạ thì ảnh mê game. Vợ dọn cơm xong hết rồi kêu đi tắm này kia, cũng ngồi đó chơi game. Đợi anh xíu. Lát hồi tiếng, hai tiếng sau mới ra ăn. Ủa nhưng mà ăn chung với ba mẹ hay là hai vợ chồng ăn? Dạ tụi em ăn riêng. Vậy sao ba mốt mỗi người con tô ăn? Em có ý kiến vậy bộ mà không chịu. À, vợ ta thương vậy không có chịu. Trời ơi, gặp vợ tôi là chắc có nước là bị đạp rồi. Quá nhà em nói xấu Liên vừa phải thôi nha. Thôi chương trình này cắt ngay, chưa được nói chưa. Rồi bây giờ em mong muốn anh này sẽ thay đổi điều gì? Thì em muốn là quan tâm vợ hơn, cũng như về đừng có chơi game nữa. Vợ dọn cơm kêu ra thì ăn cơm, rồi bớt cọc tính lại. Nói chung là em thích được ăn cơm chung với chồng. Dạ. Còn em? Mong muốn là vợ đừng có cãi, với lại bớt nhõng nhẽo lại. Rồi. Thực ra thì ở chung với ba mẹ thì có những cái hay và có những cái không hay lắm. Không hay lắm ở đây là như này, ví dụ tụi em cứ ỷ lại ba mẹ mà không biết tách ra để tự lập thì tụi em sẽ không có chững chạc á, bởi vì bây giờ tụi em còn quá nhỏ đó, so với cái những tuổi mà để mà thành lập gia đình đó. Thì theo chị là bây giờ mình tập cách sống, cái cách đối nhân xử thế trước. Thứ nhất là chồng mình lấy vợ về á, cho dù là mình ít tuổi thì mình vẫn phải chứng tỏ mình là một người chồng, mình trưởng thành. Thì tại vì tụi em lấy nhau lúc tụi em nhỏ tuổi thôi, nhưng mà nguyên tắc khi mà mình đã lấy vợ rồi là mình đã có một gia đình nhỏ, phải học những cái kinh nghiệm của ba vợ mình, của ba mình và của những người xung quanh. Thì để sau này nếu như tụi em có điều kiện tụi em tách ra riêng á, tụi em không bị chơi với. Đó, còn vợ thì phải chú ý về cái mối quan hệ giữa chồng mình với lại ba mẹ mình, để đừng có đưa đến cái chuyện là nhiều khi hiểu lầm nhau, hoặc là ba mẹ buồn làm chồng mình rồi ngược lại chồng mình bị cái mặc cảm ở rễ đó. Cái đó là cái mà phải hết sức khéo léo của cái người vợ. Thì thông qua những chuyện này tự động tụi em sẽ có kinh nghiệm, sau này tụi em sẽ vững vàng khi mà tách ra ở riêng. Không ha. Rồi chúc hai em luôn luôn vui tươi và luôn luôn hạnh phúc nhé. Dạ, mong sớm có em bé cho bà ngoại bà nội. Cảm
con. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của đôi vợ chồng thứ nhất. Rồi tôi đã nhận ra ai rồi. Nhận ra rồi phải không? Mời chị em. Đây chắc có lẽ là quý vị cũng dễ dàng nhận ra đây là một cặp đôi rất là hot. Đặc biệt là các bạn trẻ, những bạn mà yêu thích TikTok thì chắc chắn là các bạn đã nhận ra cặp đôi này là ai rồi. Tuy nhiên đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin mời hai bạn ha làm đúng thủ tục đó là giới thiệu về mình. Lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận cùng với tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Chí Linh, em năm nay là 34 tuổi. 34. Em ở đến từ Hà Tĩnh và em hiện tại đang làm về công việc về kinh doanh. Em xin chào chị Hồng Vân với anh Quốc Thuận và xin chào khán giả. Em tên Trịnh Thị Kim Ái, em cũng 34 tuổi, bằng tuổi Lê Chí Linh. Em đến từ Cà Mau. Trời ơi, một chàng trai ở Hà Tĩnh lấy cô vợ ở tận Cà Mau. Hai bạn làm sao gặp nhau? Cơ duyên nào? Ai để ý ai trước nào? Thôi bây giờ kể cho chương trình nghe đi. Em với vợ em gặp nhau lần đầu tiên là ở trong sông Bài. Ở trong sông Bài. Tại Marina Bay Sen. Thì lúc đó là vợ em đang cùng với mấy người bạn đang đánh ở cái bàn, trong cuối cùng bàn luôn. Thì lúc đó em đi qua em thấy dễ thương quá. Xong em chạy lại em ngồi em chơi chung. Xong rồi bắt đầu em bắt chuyện làm quen. Thì lúc đó vợ em cũng không có chịu trả lời, chỉ có mấy người kia trả lời thôi. Thì em hỏi là bạn em ở Việt Nam hả? Mấy người bạn kia chỉ gật đầu thôi, còn vợ em thì không có trả lời. Ủa mà lý do gì sao mà em không trả lời? Tại vì em không thích thấy ổng, lúc đó ổng nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Nhìn ổng dơ dơ bẩn bẩn á. Ủa lúc đó có tóc không? Hay sạch tóc? Lúc đó ổng có tóc, phải ổng không có tóc là bây giờ em quen rồi. Hồi đó ổng không có tóc mà nhìn nó có mấy cọng le que anh vậy là đẹp rồi, trong em ngày xưa xấu lắm. Hối đúng không? Hối mà không chấp nhận. Đúng rồi. Mà ổng lúc nào cũng mặc kiểu mà áo sơ mi á, sọc á, lúc nào cũng Angani, nhìn ổng già lắm. Em tưởng đó ổng là người India. Tưởng đó hả? Tại vì em không thích người India hay bị hôi nách á. Em không thích là người tại vì em nghe cái mùi đó em sợ, em không dám ăn hành tới giờ. Cho nên em bị sợ. Sợ, nhưng mà cái ngày đó thắng thua nào? Không, bữa đó là chưa thua cho nên em mới mượn tiền ảnh. Ảnh là cái bữa đó tiền. Là ngay bữa đầu tiên luôn. Dạ đúng. Sau đó một hồi lát nữa thì chị em mới nói là em xuống đưa tiền cho cái bạn dưới này với. Thì em đưa xuống em thấy wow, ok đấy. Là lúc đó có xin được không? Lúc đó thì vẫn chưa. Vẫn xin chưa? Vẫn không cho. Thì phải một thời gian sau nữa thì em xin của chị em. Thì chị em mới cho số, thì bắt đầu em mới gọi điện để liên lạc. Đến tháng thứ mấy thì bắt đầu là em chịu anh này? Cũng lâu lắm á. Tại vì khoảng em một tháng. Em có bồ ở đó. Em sắp lấy chồng ở bên Singapore. Nhưng còn mà là ảnh biết em có bạn trai không? Biết mà anh nhắn cua. Bồ em á thì biết tiếng Việt hơi. Em nói là anh đừng có nhắn tin, tối nay em đi ăn với bồ em. Thường thường ổng đi ăn với em thì ổng cũng biết em hay để cái điện thoại trên bàn á. Thì ổng nhắn liên tục. Thằng bồ em thì nó hay ghen, nó thấy là nó chụp nó coi, nói là em khi nào em bỏ bài anh mới đến với em chứ không thôi anh không chấp nhận em đâu. Thằng kêu wow, có gì, nó không có. Cái em nhắn là em điện là em chửi, em nói bỏ anh khùng mới gì anh nhắn tin, không anh nhắn lộn em ơi. Mà ông nhắn liên tục vậy đó. Cố tình đúng không Linh? Không cố tình mà. Rồi thằng bồ bao em lâu dặn. Bồ em mới bỏ em? Chắc cũng vài tháng anh. Chịu không nổi đúng không? Nhưng mà cái đó là kế hoạch của em đúng không? Dạ đúng rồi. Kế hoạch để đánh bật đối phương đúng không? Dạ đúng ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Ngoài cái việc là nhắn tin, cố tình nhắn tin quấy rối để mà coi như là chọc ghen ông kia, thì em còn những cái kế hoạch nào nữa không? Hoặc là còn những chiêu cái á, còn cái chiêu nào nữa không? Đồng show luôn đi. Gần như là cái thời gian đầu tiên á, là sáng, trưa, chiều, tối là em đều nhắn tin. Đó, thì khi mà nhắn cái là bạn bắt đầu chặn số. Thì bắt đầu em tạo Viber. Chặn Viber thì em lại mở cái like. Nói chung là em tạo ra các mạng xã hội khác và để kết nối. Thì khi mà bạn chặn cái số này thì em lại mua cái sim khác, lại nhắn tiếp. Thì sau đó em mới nói với bạn là bây giờ em có chặn được 7 tỷ cái sim ở trên thế giới này không? Nếu mà không làm được thì đừng có chặn. Trời ơi. Cảm giác em sao? Để cảm giác hỏi bây giờ. Trời dễ sợ quá. Thật sự mà nói lần đầu tiên á, với mấy thằng đầu em ghét chồng em lắm luôn. Tại vì ổng phá mình á, mình ghét lắm.
là em chặn hết. Xong rồi em nói là anh với em không thể nào đâu. Thật sự mà nói em không thích chơi miền ngoài. Em làm bên cái ngành làm đẹp ấy, thì em thích mấy người kiểu như tóc tai thì phải là đẹp để em làm kiểu đồ khổng. Thì tóc kiểu đó làm sao rồi chứ không ăn mặc xến xúa nữa. Cái thời trang có không phù hợp với em. Em mới nói là anh với em không có thể nào. Với ổng thì làm thầy giáo, ổng mở miệng ra thì ổng cứ dạy đời mình không mà. Em nói trời nghe kiểu này chắc biết đầu chết luôn rồi. Mà không ngờ ổng chơi chiếu. Lúc đó em lập kế hoạch là thời gian nguyên tháng đầu tiên là ngày nào cũng phải nhắn tin để gọi là ám thị vào trong cái tâm trí của bạn này ấy. Thì sau đó đến khoảng một tháng sau ấy, thì đột nhiên là em không xuất hiện nữa. Em về Việt Nam là em không có liên lạc với bạn, không nhắn tin, không gọi điện, chỉ một tuần hết. Mất tích luôn. Em biến mất trên thị trường chứng khoán luôn đó. Rồi sao? Thì sau đó bạn này mới nhắn tin hỏi là anh lâu rồi khỏe không? Dạo này không thấy. Thì em biết là cá đã cắn câu rồi. Cá đã cắn câu rồi. Sau một tuần đó thì em mới bắt đầu quay lại sinh. Thì quay lại sinh nữa. Dạ. Em mới nhắn cho bạn nói là anh mới qua này, đi ăn đi. Thì sau đó em mới nói là một tuần rồi ấy, thì anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Thì chắc là anh em mình chỉ là anh em thôi chứ không có yêu nhau được đâu. Cũng là chiêu đúng không? Mình biết là bạn này thích mình rồi nhưng mình phải bắt đầu phải chảnh lên. Bắt đầu làm cành cao, cành cao lên rồi lúc đó em sao? Thì em biết ông này ông cũng chảnh mà thì cũng đi ăn thôi. Lúc đó thì em chưa xác định là biết có thương hay không. Nhưng mà trong đó mình cảm thấy nó hơi buồn một tí xíu. Tại vì lúc đó mình cũng còn bạn trai, chưa có chia tay. Em mới nói với ảnh là ngày mai em sẽ đi tàu casino chơi với bồ em rồi. Cái lúc đó ổng mới chơi chiêu nữa, lúc đó mới là thương. Sáng sớm ổng đi trước bồ em, là bồ em cho người lại đón em. Em không ngờ là ổng gan vậy đó, ổng đi lại trước luôn. Ông nói là thôi em đừng có đi. Kiểu như ổng tấn công trước á chị. Ổng hớt tay trên á. Cái bắt đầu em lúc đó em có không nghĩ là mình thương đâu. Mà sao em nghĩ là không biết sao em mới chọn là em ở lại với ổng, là em không đi. Sao em mới nói là thôi bây giờ em đừng đi với người ta nữa. Biết đâu em xuống đó em chơi cũng thua cũng vậy à. Còn đi với anh này, ví dụ người ta có 1 triệu người ta cho em 10.000 thì nó là bình thường. Còn anh không có gì anh cho em hết tất cả thì đó mới là tình thương của anh. Đâu đó mà mình cảm thấy thương ổng. Là bắt đầu là thương ổng, là đi theo ổng. Dạ đúng. Rồi sau đó tình cảm của hai đứa là có chính thức có hai đứa chính thức là yêu nhau đó. Tình cảm của hai đứa có yên ổn không hay là có sóng gió? Dạ rất là nhiều sóng gió. Khi đó em ở bên sinh thì tính lấy chồng ở sinh cho nên mới ở, thì không ở nữa thì hai đứa mới nói là thôi về Việt Nam làm lại. Thì cũng quay về Việt Nam. Thì lúc đó thì hai đứa chơi nhiều quá, nợ nần nợ nhiều, quay về một cái con số 0. Mới đi làm lại thì nó hơi bị khó khăn. Mà lúc đó thì mình về đây thì mình bỏ hết tất cả với ổng. Đó về lại thì bị khổ lại, lại bị ổng lăng nhăng. Đó lúc đó bắt dính thì lúc đó cảm thấy bị cú sốc quá lớn. Sao cần bị Linh nói con thì mê gái dữ lắm chị ơi. Thì đàn ông ai mà không mê gái, nhưng mà vấn đề ở đây là tại sao mà em khó khăn lắm em mới hốt được cái hàng này mà giờ em về em lại đi tìm những cái hàng khác là sao? Hồi đó là về em nghĩ là em sẽ thay đổi được vợ em. Xong đó thì em nói mấy năm sau vợ em mới chịu thay đổi. Đó bởi vì vợ em cũng mê đánh bài. Về Việt Nam rồi đó thì em gom mãi mới mua được cái máy tính. Đó, thế là vợ em ở nhà, khi mà em để cái máy tính ở nhà để em đi uống cà phê, em về bà đưa cầm mất cái máy tính của mình để đi đánh số đề. Thì lúc đó là bắt đầu mình thấy rằng là trái cái người này chắc là mình lựa chọn sai lầm rồi. Mình muốn thay đổi, mình nghĩ là sẽ giúp được họ thay đổi, nhưng 2-3 năm rồi vẫn không được. Thì thôi đi kiếm một khác. Vậy đó hả? Rồi đi kiếm con khác rồi sao cuối cùng em lại dòng trở lại xong rồi em cũng không hiểu sao rồi bắt đầu em cũng thấy thương thấy tổ nhưng mà hai đứa có chia tay không? Dạ, lúc mà sau tức là quen nhau được bao lâu thì là ảnh bắt đầu có cái chuyện là lăng nhăng rồi này kia nọ rồi nghĩ đến là mỗi lần như vậy thì vợ em hay bỏ đi về bên nhà em gái, lúc thì đi ở nơi khác. Thì lúc đó em thấy là không biết là người này có thực sự là thương mình hay không. Thì sau đó bắt đầu em cũng quen người này quen người kia. Đến lúc vợ em quay về lại cái thế lại chia tay người ta. Xong về lâu lâu vợ em lại đi thì em lại quen người khác. Thì vợ em nói là giận tôi đi mà. Thì em nói là đâu biết đâu, tưởng là chia tay. Tưởng chia tay thì quen người khác thôi. Em bỏ anh thì anh đi quen. Ôi như vậy thì cái mối tình của các bạn đến bao lâu thì hai bạn mới chính thức coi như là lấy nhau?
4-5 năm, mà trong khoảng thời gian đó là cũng chia tay đâu mấy lần hả? Chia tay 2 năm, quen nhau 5 năm. Thì nói chung là cũng nhờ cái cô đó đưa hai vợ chồng tới, là một cái duyên. Nói chung là hai vợ chồng ngồi đây thì cũng nhờ một cái cô đó. Cái cô mà nói chung là em cũng nhớ ơn cổ suốt đời, nhưng mà không thể nói ra tên, tại vì hai vợ chồng chỉ nhớ ơn để khắc ghi trong tâm thôi. Thì một hôm cô đó vô Sài Gòn chơi, tại vì cái bé con của cô đó là chơi thân với em. Mí hồi đó giờ hai chị em chơi rất là thân, coi em như là chị gái. Mí mình thì coi cổ như là mẹ mình gì đó. Cổ kêu thì mình những như mình phải nể qua. Như cái cô là cô của ảnh thì kêu qua thì mình qua, thì thấy ảnh bệnh gì đó mình đang sốc, không có nở. Thì qua lo. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thì một hôm thấy ảnh như vậy rồi, chăm sóc rồi biết hai đứa có tình cảm lại. Lại. Cái thời điểm đó là lúc đó là em bị xong, thì lúc đó em cũng có bạn gái, em cũng chuẩn bị cưới rồi. Lúc đó vợ em bị nổi tế dại nên là không có làm đám cưới được. Thì khi mà gặp lại đó thì lúc đó em mới thấy là vợ mình vẫn còn có thể thương mình ấy. Thì lúc đó em nói là thôi bây giờ cưới nhau đi. Hiểu là vợ mình thương mình thì. Sau này lúc đó vợ em nói là nhưng bây giờ anh có người yêu mà em cũng sắp lấy chồng rồi. Thì em mới nói là thôi bây giờ anh về chia tay bạn gái, còn em chia tay chồng em đi. Rồi xong mình đến với nhau. Thì vợ em nói là không thể được. Thì lúc đó đang nói chuyện đó thì bạn gái của em đến. ba người. Ba người nói chuyện với nhau. Thì lúc đó em nói với bạn gái mới của em á, nói là không, đây là vợ cũ của anh. Bây giờ vợ cũ quay về. Vậy đó. Giờ bữa nay là cái cô đó mới biết là lúc đó là chưa cưới. Chưa cưới. Cô mà coi á. Cô bạn gái đúng không? Thì sau khi mà cô coi cái này rồi cô mới biết là hồi đó là cái cô này chưa phải là vợ, là vẫn là đang là người yêu giống mình thôi, đúng không? Như vậy là sau cái bữa đó là em lại chia tay với anh kia nữa, đúng không? Thật ra có một thời gian em cảm thấy rất là gây gắt, tại vì mình cảm thấy người ta tốt với mình quá, cảm thấy rất là có lỗi. Cái bạn đó người Sinh hả? Người ta rất là tốt, nhưng mà em nói thật sự thì người ta chỉ nói với em một câu thôi. Nó kêu vào mày tao, em nói nếu như mày đã chọn rồi thì mong mày là hạnh phúc. Người ta không có nói gì nhiều, nhưng mà khi mình cảm thấy bắt đầu mình gây dứt, nhưng mà sau này em nói như là anh cũng thương mình là hạnh phúc, mình cảm thấy nó không còn suy nghĩ tới. Chứ ban đầu thì cảm thấy rất là buồn, cảm thấy có lỗi, tại vì lần nào mình cũng được ông này mà mình bỏ ra, nếu như sau này ông này mà bỏ mình thêm một lần nữa thì mình không giống nghĩ là có lỗi với anh đó thêm một lần nào nữa. Nhưng mà may là sao mà em được như vậy á, em cảm thấy cũng được hạnh phúc. Chứ mỗi lần khi mà nhớ về cái đó thì em cảm thấy có lỗi với người kia rất nhiều, tại vì người cũng tốt với mình quá, mà lúc nào mình cũng chọn cái người cũng làm khổ mình. Cho nên em mỗi lần mới nào quay về á thì mình biết là mình thương người này, nhưng mà mình ở bên người này á thì thời gian đầu á mình cảm thấy rất là cảm thấy có lỗi á, tại vì người kia tốt với mình quá, tại vì lúc em thiếu nợ mà người ta về trả hết nợ cho em mà họ không nói gì một câu gì luôn, mà em vẫn chọn người này thì họ chỉ nói đơn giản, họ không trách hờn gì hết. Thì mình nghĩ nếu như sau này mình mà bị trả báo, tại vì ngày xưa mình bị trả báo một lần rồi, em cũng cảm giác mình rất là sợ. Cho nên em chỉ nói là nếu như mà bị trả báo thì mình cũng cam tâm, tại vì mình nhận được quá trời nhiều điều tốt đẹp của người khác cho. Thì nếu như trả báo sau này mình cũng cam tâm. Nhưng mà em được may mắn thì sau này chồng em rất là thương em, thay đổi hoàn toàn, không có được như vậy nữa, không có bay bớm nữa. Thì có bây giờ như vậy là rất là vui rồi. Và thậm chí nếu như mà người ấy ở bên Singapore, nếu như có xem được chương trình này thì chắc chắn người ấy cũng sẽ rất hạnh phúc. Cảm thấy vui là bởi vì thấy em hạnh phúc và nghe được cái điều mà em vừa nói, là bởi vì em đã tìm được hạnh phúc của em, là người này đã thay đổi cuộc đời của em. Và bây giờ bắt đầu anh rất muốn biết thay đổi như thế nào. Thì đó, bây giờ như này Linh á, mai mốt là khi nào mà Linh mà nhen nhúng một cái gì đó mà nó hơi tà ý một chút xíu là em phải coi lại cái này nha. Em bật YouTube lên, em lấy một khúc này, nó cắt đi, cắt qua TikTok luôn đi, đó là coi cái đoạn này. Nhưng mà bây giờ xét cho cùng thì chắc là
bạn Linh này, cái bạn ở Singapore á, chắc kiếp trước á, chắc là bạn kia giật hụi của bạn. Ai cũng anh Linh cũng nói như vậy. Cho nên thôi kệ, em đừng áy náy nữa. Dạ. Tại vì tất cả mọi thứ nó đều có cái nhân duyên. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Bạn kia nợ bạn này, cho nên là em đừng áy náy nữa. Dạ. Thì chắc chắn bây giờ em có hạnh phúc thì bạn kia cũng đúng rồi. Dạ. Kiếp trước cũng giật hụi hoặc nó là dấu bài. Dạ. Dấu bài hay sao đó. Là ông kia làm chủ sòng bài, em đi thua không còn một cái gì nữa. Là ông kia kìa. Đó, em là trắng tay hết đó, cho nên giờ ông cả. Dạ. Mình cứ nghĩ vậy đi cho mình cảm thấy thoải mái. Ủa như vậy là khi mà sau khi lấy em rồi là em có nghĩa là cô ấy còn còn như trước đây đấy không? Nói chung sau khi mà hai vợ chồng mà cưới nhau rồi đó thì hai người đều thay đổi 180 độ hết. Ai xung quanh cũng bất ngờ về việc thay đổi của mình. Đấy, và em cũng trước đây thì hay đi chơi, ngủ lúc nào 11, 12 giờ mới dậy. Bây giờ là vợ em rất dậy rất sớm. Cái bài em dậy là vợ em dậy. Rồi xong rồi cũng chăm chỉ đọc sách, rồi làm việc. Nó cũng là thay đổi tất cả mọi cái chứ không giống như ngày xưa nữa. Thì em cũng vậy luôn. Giờ còn xào chẻ nữa không? Không. Ôi như vậy là quá tốt thì rồi. Làm em quá. Thôi bây giờ thì nói chuyện vô luôn chị ơi. Phải có cái chuyện kia chứ. Cái chuyện kia. Cái chuyện mà lấy nhau rồi mới lòi ra tật xấu. Phải có chứ, sao mà không có được. Đúng mình con người mà đúng không? Dạ. Chứ đừng có nói, đừng có nói cái cặp này lấy nhau xong toàn lòi ra tật tốt. Đó. Có thể là giống như cặp của em là vậy đó. Có là tất cả những cái gì mà xấu trước đó thì lúc mà yêu nhau thì đã thấy hết rồi. Nên đến lúc mà lấy nhau thì thấy ổn, người này thấy ổn nhiều quá. Cứ loài ra tật tốt. Ví dụ như là hồi xưa là không đọc sách, bây giờ tự nhiên đọc sách quá nhiều. Đọc sách không thể nào mà là tật xấu được. Đó, đúng không? Rồi lúc trước á là ngủ mà ngủ ê chề tới 11, 12 giờ trưa, tự nhiên bây giờ 6 sáng dậy. Xong rồi là tập thể dục, rồi nấu ăn. Cái đó là không thể nào gọi là thật xấu. Thế nào gọi là thật xấu? Thôi bây giờ mình gán đi, mình gán dập lá tìm sâu đi, soi mói đi. Bây giờ anh rất là muốn nghe Linh nói. Đó, bây giờ trong cuộc sống kể từ lúc còn vợ chồng, cô ấy còn cái điều gì chưa tốt đó? Thì vợ em chỉ có một cái duy nhất thôi là nóng tính. Còn lại mọi cái là đều ok. Ổn hết đúng không? Em ngày xưa thì là rất nóng tính, thì sau này em lấy vợ em lại điềm tĩnh lại. Là bây giờ nóng cỡ nào, nóng cỡ nào? Giờ em nóng cỡ nào? Nóng đôi khi mà nóng đúng đó nghe là nó phải là tật xấu nghe. Dạ, nóng nhiều lúc là ví dụ như có một lần bọn em đi Nhật. Đó, thì em đưa cả công ty đi. Thì lúc đó vợ em mới mua 4 cái áo cặp, là có hai cặp, có một gia đình kia với là gia đình em. Thì vợ em nói là chồng mặc đi. Thì em mới nói là không, anh đưa tất cả toàn bộ đội ngũ đi. Thì anh là lãnh đạo công ty, làm sao mình có thể mặc đồ riêng như vậy được. Trong lúc đó mình nói với mọi người là công ty là một team, nên là chúng ta chỉ có một màu thôi, chứ không có đội nhóm này với nhóm kia mặc nhiều cái trang phục như vậy được. Thì vợ em bắt đầu chửi sùm lên hết. Đó, thì trên đường đi taxi ấy, lúc đó em giải thích, em nói vợ em táng cho em cái. Xong ra đến sân bay là vợ em quay về luôn, không có đi nữa. Thì lúc đó thì lúc đó chỉ có mình em đi thôi. Thì em đặt Grab đưa cái vali của vợ em về. Tức là hôm đó là em nói là mình đi Nhật ạ. Đi Nhật đó. Dạ. Mà không thèm đi luôn. Đi hả? Không, lúc đó em có lỗi gì, tại lúc đó đang có bầu. Hình như là con người không được có tỉnh táo, lúc có bầu không nóng lắm nha. Đối với em nóng ghê lắm. Em thay đổi kinh khủng lắm. Nói là chửi dơ dơ vậy, kiểu như y như bà điên vậy đó. Nói là chửi, nhiều khi chửi xong mình thấy ông làm ông nói gì, nhiều khi mình thấy tội nghiệp luôn á. Xong rồi đi ông cơm cho ông ăn. Kiểu cảm thấy có lỗi á, nhưng mà hình như là có bầu thay đổi hay sao. Đúng rồi, xác rồi. Dạ. Lúc đó là lại có em bé. Thôi như vậy thì lại là không phải là cái lỗi nóng rồi. Nó sau này thi thoảng vẫn nóng. Nóng đâu, vợ em vẫn đến bây giờ vẫn thi thoảng vẫn còn nóng. Bây giờ đỡ hơn ngày xưa, tôi đỡ hơn cái thời mang bầu thôi. Nhưng vẫn bây giờ còn tật gì nữa nhỉ? Đối với vợ em thì chắc là chỉ có mỗi cái đó thôi, còn lại một cái là ok hết. Nói mà Giang Sơn vậy đợi bản tính có giờ á, cho nên em cũng hay sợ. Sao em không nghĩ đến một cái việc nó ngược lại? Đó, có nghĩa là như này. Cái chuyện đam mê á, yeah, mà sống chết với cái đam mê của mình, đó là cái bản tính của ảnh rồi. Thì trong cái đam mê nó có rất nhiều thứ. Mê gái, mê chơi, mê làm ăn, mê công việc, hoặc là mê một cái môn nghệ thuật, hoặc là môn thể thao nào đó. Thì nếu như bây giờ á, ảnh em hướng cái mê đó
né hết cái chữ mê gái với mê chơi đi, hai cái né ra. Thì còn lại những cái kia nếu anh mê được thì quá tốt. Tại vì nếu như anh mê những cái đó thì anh không còn thời gian đến mê gái với mê chơi nữa. Hiểu ý chị không? Đó, rồi bây giờ một cái điều mà em cần phải hướng ảnh là mê con. Cứ cho ông mê con đi, mê làm sao mà để mà ông chỉ biết con và sự nghiệp thôi là ngon lành rồi. Ông không có mê lâu, ông mê thời gian ông chán rồi. Ông thay đổi liên tục à, cho nên cái đó mình mới hơi bị sợ. Mới sợ luôn. Dạ. Chứ ổng không có mê bền lâu, tại vì ổng rồi cứ cho mê đi, hết đã banh xong chuyển qua mê bóng rổ, ví dụ vậy. Rồi hết bóng rổ rồi chuyển qua mê cái khác, ví dụ vậy. Thì thì đó, thì bây giờ bởi vì mình mới phải đưa ra cái vấn đề đây để mình tranh luận để làm chi? Mình cắt đi mình bỏ TikTok á, hiểu không? Khi nào mà ổng sao nhãn chút xíu là mở cho ổng coi. Em hiểu ý chị không? Đó nó là như vậy. Tại vì thực ra là cái người mà có tài á, người mà tài năng á, là người ta có những cái cá tính đặc biệt mà không có đổ đồng được, tức là không có hòa tan được. Cho nên là những cái đó mình bắt người ta bỏ đi nó hơi bị phí. Thực sự hơi bị phí. Vấn đề của mình ở đây là mình hướng cái đó thành cái tích cực là ngon lành, là coi như mình hưởng hết á. Còn ngoài ra thì ở ngoài như thế nào, về nhà như thế nào, còn những tật xấu gì không? Có ghen không? Tính ổng á thì không có xấu gì hết, chỉ có một cái là mê chơi. Nếu ở nhà mà mỗi khi nó đi chơi là súng đồ, là đi một cái một gì đó, không báo trước với vợ con gì đó, gọi điện không được thì là mình lo thôi. Chứ ở nhà thì tính thì lúc nào cũng vui vẻ, giỡn như đứa nít gì đó. Cũng đi chơi thì cũng có trách nhiệm với con nha, đi chơi chứ lúc nào cũng nhận tài xế là phải về gọi chở con đi chơi. Nói chung là nhiều khi mình thấy vậy mình cũng hạnh phúc. Nhưng mà anh có ghen không? Có ghen không? Giờ hồi lúc chưa cưới thì ghen lắm chị, lúc lấy cái nhà ông có ghen. Các ghen rồi. Dạ. Thực ra nếu mà em đi chơi hay em đi đâu cũng được, nhưng mà cái việc đi đó của em phải tạo cho vợ em một cái niềm tin á, cái sự an tâm. Nói chung là khi mà em lập gia đình ấy thì trưa với tối nào em cũng về nhà ăn cơm, chứ em không có khi nào để ăn ngoài hết. Dạ. Hạn như chồng chị á, là cũng ổng đi suốt vậy đó, nó có ở nhà đâu. Nhưng mà chị biết, tức là ổng tạo cho chị một cái niềm tin là giống như là ổng đang ở chỗ đó với những người đó, chị đều biết rồi. Mà cái việc mà ổng đi là cái gì, có thể nó chỉ là một cái tương đối thôi, nhưng mà phụ nữ em là người ta cảm thấy là thứ nhất là người ta được tôn trọng, là có nghĩa là chồng mình á là danh chính ngôn thuận, nhưng đi đâu á thì ổng cũng sẽ nói mình một tiếng, ví dụ vậy hả. Chứ còn nếu mà đi mà điện thoại không được là cái đó là khó chịu nhất luôn. Trời ơi, đi, tức là chị nói ví dụ như chị luôn có cảm giác vậy nè. Trong một ngày ông xã chị nhận được khoảng là ví dụ như 20 cuộc điện thoại đi. Thì trong 20 cuộc điện thoại đó thì cái cuộc điện thoại của chị là nhất. Có nghĩa là cỡ nào cỡ chị gọi là bốc máy. Chị nói ví dụ vậy thì để chị biết anh ở đâu. Vậy thôi, chỉ cái là người vợ, người phụ nữ người ta chỉ cần như vậy thôi. Chứ người ta cũng không cần là mình phải sát bên rồi mình phải kèm cặp này kia, rồi mình không có tánh đó. Đó, và tất cả các ông chồng đều không thích cái kiểu như vậy. Đó, nhưng mà nếu mà đi mà biến mất tiêu luôn, điện thoại không được, hoặc là điện thoại đang ở xa người, ví dụ như điện thoại để trong túi quần, rồi túi quần lại ở xa người là coi như xong. Em hiểu chị không? Thể thao của em á, nó không có cầm điện thoại. Đúng rồi. Ở dưới sông ấy thì mình cầm chạy mình đâu có cầm điện thoại được, và nó có những cái vùng nó mất sóng, ở vào rừng Cần Giờ nó bị mất sóng nên là mình không có gọi được. Đấy, hay là khi đánh góp thì mình đâu có được cầm điện thoại đâu, mình chỉ được chơi thôi. Thì khi mà chơi xong rồi thì em cầm điện thoại em thấy là em cũng gọi lại. Dạ đúng rồi. Trước khi mình nói là thôi giờ anh chuẩn bị đua nha, anh chuẩn bị ấy là anh cúp điện thoại đó nha, hoặc anh để điện thoại thì ít cho vợ mình biết vậy. Nhắn tin. Dạ. Mình chỉ cần biết vậy là mình yên tâm đúng không em? Em thì không có gọi thằng con em mê lắm. Nó cứ gọi ba nó suốt, mà nó gọi không được là nó khóc, nó không ăn uống gì hết. Cho nên mình thấy xót á. Cho nên khi nào mà chồng em đi đâu chơi thì em hay nhắc là chồng có đi đâu chơi gọi gì cho con. Mà nhiều khi em gọi á thì ổng cứ nói vợ gọi phải không, vợ gọi thì mình cũng ngại. Chứ thật ra em không có gọi, là con em. Lucky á, Lucky nó thương ba nó lắm. Ba đi đâu một chút xíu ngủ ở nhà giấc trưa mà không có ba cũng gọi, nằm mơ gọi ba ơi suốt à. Ông ở nhà ông biết nè. Ghê không? Đã không? Không? Dạ. Rồi còn bây giờ nếu vậy thì em mong chồng em thay đổi cái gì trong mấy cái mà em vừa mới nói? Em chỉ mong là nếu như mà có thời gian á thì chồng đưa con đi chơi nhiều một tí, tại vì thật ra con em á thương ba nó nhiều lắm. Chị biết nghe mỗi khi mà
ông này nè, ông đi làm gì hay là bất cứ cái gì đó là nằm ở trần ngủ, là ông nhỏ xíu mà mới có 2 tuổi rồi, là đi lấy áo đẩy ba vậy, kêu ba mặc áo vô mới cho ngủ, sợ bị trúng gió chết nằm cái quạt á. Xong thì mỗi sáng á, là em dạy thành cái thói quen á, là hôn ba, thương ba nha, rồi bye bye, kêu ba đi làm vất vả kiếm tiền về nuôi mẹ con mình á, cho nên nó hiểu á. Thế rồi còn Linh, Linh mong muốn vợ thay đổi điều gì? Em nghĩ là vợ em bình tĩnh là được. Bình tĩnh là nghe là bớt không tính, nghe là không có không tính rồi. Đúng rồi. Đó, là mình nghe thông tin nó rõ ràng, nó cái ok đã rồi, hãy bắt đầu phản hồi hay là bắt đầu mới phản ứng lại. Từ ngày mà bắt đầu gọi là cưới nhau á, là bởi vì do là ngày xưa à, ngày xưa là chồng là xác định rất rõ là khi mà mình chưa lập gia đình thì mình sống thoải mái sao cũng được hết, nhưng khi mà mình có gia đình thì có hai thứ: thứ nhất là mình sẽ dành toàn tâm toàn ý cho gia đình, thứ hai là buổi trưa và buổi tối là đều về nhà ăn cơm. Thì vợ thấy 5 năm rồi thì vẫn giữ nguyên một cái thói quen như vậy, dù ở ngoài đi công việc mọi người có rủ thế này cái kia thì mình vẫn quay trở về nhà để ăn cơm cùng với gia đình. Đó thì đó là cái mà chồng đã làm, và 5 năm đủ thời gian để vợ tin tưởng rồi. Đó, thì mình không phải lo bất kỳ một cái gì nữa. Vợ nói với chồng em còn điều gì em cứ nói với chồng. Thì thật ra bây giờ thì em rất là tin chồng em. Nhìn chồng đi. Thật ra thì bây giờ vợ rất là tin chồng. Nhưng có một cái thật ra thì phụ nữ của mình mà chị có cái gì vết thương ở trong lòng rồi thì nó hay bị khơi dậy á. Với lại bây giờ thì chồng của em thì cũng thành công rất là nhiều. Bây giờ thì ổng thì ổng thay đổi thật, nhưng mà xung quanh thì nhiều người dòm ngó ổng lắm. Cho nên em thì nói chung là phụ nữ mà lúc nào mình cũng muốn giữ cho cái gia đình của mình nó hạnh phúc, thì nói chung là nói không ghen thì thật ra là không phải, thì cũng có, nhưng mà thật ra ở chồng em thì em cũng tin tuyệt đối. Chỉ mong là chồng làm cho mình nó rõ ràng một tí như chị nói đó, là không còn gì để em phân vân nữa hết. Tuyệt vời luôn. Dạ đúng rồi. Như vậy là quá tuyệt vời rồi. Rồi, bây giờ trước khi mà chia tay hai vợ chồng thì mời hai vợ chồng cùng đến với một cái phần tiếp theo nữa. Dạ. Đó là sẽ kiểm tra cái phần coi như là hiểu ý nhau như thế nào, và sau đó chúng ta sẽ đến với phần bốc thăm trúng thưởng. Dạ. Coi như là đáp trúng là sẽ được hai phần quà. Nha. Mà sai đó không khớp nhau là chỉ được có một phần quà thôi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu đến phần đó nha. Ok. Rồi. Mời luôn em nói luôn. Đây là bây giờ